Okay. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tori. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ đi rank cùng với mấy anh em ở trong mình mới kết bạn. Ấy, tên mình mới có thêm một thành viên mới, đó là tên trong game đó là Ảo Công Tử. Đấy, bạn chơi clip rất là ngon. Đấy. Hôm nay là cái hôm lần đầu tiên à? Lần đầu tiên mình đi rank cùng với em ấy. Không nhà bên. Ui, đội B cũng có kìa, đội B một. Hôm nay là hôm đầu tiên mình đi cùng với cả Ảo Công Tử, tên là Trần Tuấn Anh, cũng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Em ấy vẫn đang còn học, mình thì mình tốt nghiệp rồi. Ok. Ở bên Nhật thì nhà mình cả nhà Tuấn Anh thì gần nhau mà cũng chưa có dịp gặp nhau đây. Nếu hôm nào rảnh thì sẽ mời nhau đi uống cà phê. Đấy. Còn bây giờ là buổi hôm buổi đi đầu tiên hay sao ấy? Mấy anh Avenger hôm bữa thì dùng á. Tuấn Anh đi cả cùng người yêu hay sao ấy? Thấy giọng con gái nó bắt đầu. Ơi trời ơi. Đấy, giọng nhẹ nhàng chưa? Một em trên A này. Ôi, mình khuyên mọi người nếu mà bây giờ đi rank thì tốt nhất là đi theo team, cầm vác mấy khẩu TMP mà gặp hack thì cũng không sợ đâu. Gặp hack cứ vác 5 khẩu TMP xong rồi cover cho nhau thì hack cũng chịu, hack cũng bó tay. Thì như mọi người cũng biết thì bọn đêm có khẩu TMP đấy. Thì cái bọn hack ấy thì nó thường lập nick mới. Lập mấy cái nick game clone thôi. Lập mấy cái nick ảo để nó phá game thôi. Đấy, chính vì thế mà nó cũng không có vũ khí hoặc là mấy cái đồ vũ khí VIP gì đâu. Đấy, chết tém ơi. Nên mọi người cứ cầm 5 khẩu TMP thì kể cả nó có phát hiện được thì nó cũng chịu. Nhưng mà bắt buộc là phải cover đều cho nhau. TMP này anh ơi, TMP anh ơi. Vừa bảo em vứt TMP cho này. À ba nhá. TMP này. Đâu? Rồi. Ok, cảm ơn. Ơ. Ủa, sao vẫn chưa được đổi à? Nhân năm nữa. Ok chưa? Rồi. Rồi. Chúng mày tới hạn rồi. May quá, trước vì là game cấp cho khẩu TMP gặp hack thì còn lôi ra mà dùng. Rồi, ta đánh đâu đây? Cái mày em này. Hành năng mới có, hành năng có không? Giọng anh sao? Cái mic anh ồn quá anh ơi. Em chẳng nghe thấy cái gì cả. Rồi, ta đặt bom ở A và bây giờ mình canh ở nhà. Ở đâu? Anh móc rồi. Ok. Con móc đi con. Ấy, cung thần trưởng và TMP hoặc là lục đồ bò. Lỗ A. Cứ cầm mấy khẩu đấy mà. Lỗ A. Ôi thôi, bỏ mẹ mù rồi. Mày vào đây. Mày này, chết cha mày đi. Úi trời ơi. Chạy. Anh ở đằng sau đây này. Anh ở đằng sau cơ mà. Đây bây giờ đi rank Việt Nam thì mình cũng chỉ có đi theo team thôi. Chưa đi nẻ gặp hack thì vỡ mồm. Mọi người cứ yên tâm đi. Sau một thời gian ngắn nữa thì Vida Game cũng sẽ fix thôi. Chắc chắn là sẽ fix rồi. Chứ không có chuyện là không fix được. Chứ không thể để game thủ chế một cách như thế được. Đấy, còn nếu mà không fix được nữa thì thôi, mình cũng chẳng biết nói gì luôn. Không fix được thì tôi tên là nghỉ game chấm mắm tôm. Đi đâu? Chết rồi, đi về. Đồng đội mình ngò B. Đồng đội mình chết là A. Ngò B rồi ấy kìa. Thì thôi ta về B thôi. Oh man. Chạy vào B này. Lô B. Ấy, nhìn thấy mặt nó này. Mày nhảy xuống đây. Hay quá. Chết thằng mày đi. Rồi, đặt bom ở B. TMP bây giờ nó fix lại bắn 8 cái. Ô,
chắc Còn chắc sao mình cầu dạo đặt này nó ổn hẳn hơi lên chưa? sâu rồi, đặt nó hơi sâu một tí rồi. Đó, cầu nó vẫn lên đấy, nó vẫn mắn được đấy. Đặt nó hở ra thì ngon hơn tí. Cơ mà nó thì mà nó vẫn chuẩn biết à. Oh, chết. Không biết anh Phương anh nghĩ gì luôn ha Happy hả? Star. Như Nó cho nick con đấy này. mấy ông anh kia như Nó cho ở nick trong con gì? class Happy Star hay sao ấy. Bắn nó này. Con gì? Ui. Ta Oh, chết tươi rồi. Đi theo team bắn thì nó rất là nhanh. Thì clip này mình cũng chỉ muốn giới thiệu qua cho anh em là team mình mới có thêm một thành viên mới, đó là Trần Tuấn Anh thôi. Đấy. À, cái Inferno đó đang gần. Tổ này có kiếm mắc rất là đẹp. Mọi người có thích mình làm mấy cái clip đời sống như là quay clip ở bên Nhật không? Khổ quá, hôm qua làm mấy cái clip về Nhật Bản xong. Mọi người cứ bảo là quay mấy clip về JAV. Rồi nói chung là Tokuda các kiểu. Mình mà cầm máy quay vào trong khu phố đèn đỏ thì thôi nó bắt cho vỗ mồm. Mình đi qua thôi, mình cũng chỉ đi qua thôi. Cũng... Ui, đâu, 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 đâu. Ôi rồi ôi, không để ý. Không không tập trung, không tập trung, không để ý. Sorry, sorry. Đó, chết tươi rồi. Trời ơi. Đấy, ở bên Nhật thì mình đi qua khu phố đèn đỏ rồi. Chỗ mình đi qua rồi, cũng chưa được thử bao giờ. Thử là người yêu có vợ cắt tiết ngay. Để khi nào rảnh mình thử tìm hiểu xem có được quay clip ở chỗ khu phố đấy không. Nhưng mà mình nghĩ là không đâu. Mình chỉ sợ quay xong rồi sáu đen nó ra nó giật. Ôi, nó giật vặt mình chết. Em không nghĩ sao bị cấm cổng. Ở bên Nhật mà, cái gì phải có cái quy củ của nó. Hai tháng nhá. Một thằng sợ. Quả, đơn phải cho thằng. Một quả bom khói. Rồi mình đang cầm bom mà có mỗi tí máu này. Ôi chết rồi, đáng định chạy vào cùng. Ngay cửa hết rồi em ơi. Đang định chạy vào cùng mà chưa đã chết rồi. Hành lang lên rồi kìa. Có tiếng chân ở trong bê. Tay ai. Vừa mà thêm con lợn đi qua mid, không biết chạy vào hành lang đấy, chạy vào hành lang này. Tao sẽ móc lại mày, tao sẽ móc lại mày. Tao sẽ móc lại mày luôn. Này thì móc đồng đội của anh này. Rồi, đặt bom ma, bom ma nào. Loa quả, loa. Loa. Loa này, loa này. Mình tranh thủ đặt bom đã. Đội mình vào loa rồi thì thôi, mình đặt bom cho nó nhanh. Còn em nữa, em ơi em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Nó có ra đâu? Có tính chân hành lang hay sao ấy. Mày có tính chân hành lang này. Đây này, lên đây em ơi. Ok. Giờ sẽ ra làm thêm clip nữa đi. Đấy, được ngày rảnh thì mình sẽ cố gắng làm thêm clip nữa. Xong mai mình sẽ đăng. Chờ mai đi làm hoặc là bận thì mình cũng sẽ đăng cho mọi người xem. Ok, và bây giờ mình đã ra đi theo team của mình đây. Ấy, hôm nay đi với cả Cảnh này, Tuấn Anh này, Phát này, Hiếu và mình. Hiếu là Sauron, Phát là Gandalf. Đây còn mình là lấy toàn tên là trong cái nhân vật trong cái bộ phim Chúa Tể Chiến Nhẫn đấy. Đấy. À quên Minh Nhân, hôm nay là đi với cả anh An. Anh là AVG Frodo ấy. Mày. Ôi, Hiếu hôm nay không đi. Thay bằng anh An. Anh An cũng là một người trong team mình. Cố lên, cố lên. Cố lên, một phát đối tượng giết. Trời ơi, tí đấy trả thù được cho mình. Cầm khẩu sóc này, cái chức năng đặc biệt của nó là one hit one kill thôi. Rồi. Chơi cái khẩu đấy thì thôi, ta lại chơi cung. Cái khẩu kia one hit one kill mà, mình không lại được thì mình cứ cầm cung mà canh thôi. Cái đủ. Rồi, anh An đã bị cắt tim rồi. Nó bắt bài, nó bắt bài rồi em ơi. Nhà nó bắt bài đấy. Nó bắt bài tiếng Anh ơi. Đừng dậy đừng nói nè em. Vâng. Ui, nào mày lên. Lên lên, lên lên. Ôi. Chơi với tiêm biển. Ui, tôi bỏ mẹ hết đạn. Vẫn ngồi đấy là em chết rồi. Cái tội mà ngồi đấy mà đứng im như thế là không được rồi. Nếu mà bắn trượt hoặc là thay đạn được phát là mọi người là phải lùi về ngay. Bắn được á.
Lùi về ngay hẻm xong đợi đầu cửa cover cho. Chứ ngồi một chỗ thế mình thay đạn cái là chết dưới tay mình ngay. Thôi, ta cứ cầm cung canh đây thôi. Cầm cung thôi. Mấy con lợn kia mày cười cái gì? Úi, mít có sao ấy? À, mít, à, trên cá mít này. Cương ngay đây, cương ngay. Đấy, các bạn ke chỗ này thôi. Nếu mà các bạn ke cửa sổ thì nó đi qua cái cửa trên mít thì nó sẽ thấy. Tốt nhất là chỉ ke một cửa thôi. Ke vào cái cửa mà nó đi ra đi vào ấy, chứ đừng ke cửa sổ. Tốt nhất là nó khó bắn này. Thứ hai là nếu mà mình ke cửa sổ thì nó lại ra cửa chính nó bắn mình. Đấy, tốt nhất là chỉ ke cửa chính thôi. Nó mà ra phát nó không nhìn thấy mình là nó chết ngay. Gọi là cung tuần trưởng. Cầm cung các bạn đi lây khoảng tầm 20 giây là các bạn phải thay ngay nhá. Phải đi lây thêm một lần nữa chứ không là kéo căng cung mãi là đam sẽ giảm. Chỉ mất 10 mít. Tầm 88cc, à tầm 80cc thôi. Chạy trong B này, chạy trong B à. Chạy trong B không em ơi. À móc sò này. Móc sầu này. Kinh vậy. Chết em ơi. Xem đi tên xuống mà em. Con này vẫn chưa fix. Thế nhà đạn tí đã chết rồi. Đấy như mình cũng đã nói rồi đây. Cứ cầm cung và kéo căng cung tầm 12 giây à tầm 20 giây là các bạn phải thả ra xong rồi kéo căng một lần khác. Chứ không kéo căng mãi là đam nó sẽ giảm. Ngôi điểm của mình là canh hẻm thôi. Cho mấy ông kia ông canh chỗ khác rồi. B có mít, mít có rồi. Nào, cung ở đây không? Cung ở đây không? Đứng canh cung đấy. Đừng có đứng hở ra nhá. Trời ơi. Thỉnh thoảng đi ra nếu mà cảm giác có địch phát thì đi ra xong thả thôi. Không cần biết là có địch hay không ấy. Cảm giác có địch thì không cần biết là có nhìn thấy địch hay không. Cứ thả ra. Nếu mà cảm giác có địch. Còn nếu mà mọi người đứng hở quá là sẽ bị ăn cung hoặc là snip của nó ngay. Có. Nó cho quả bao nổ vào mồm này. Vào đây không? Vào đây không? Úi, có đây. Úi, mất 20 tia rồi. Con lợn này vẫn chảy cối. Ấy, cung, ngay thấy tiếng cung rồi. Nếu cảm giác nguy hiểm quá thì quay về A. Cao A còn một. Canh ở cái dốc ấy cũng lợn. Mình cứ canh cung đây thôi. Úi, nó vẫn ở cao, cao hẻm A nhá. Tại nhà mấy ông này ông toàn gọi đấy là cao A. Cao A nó phải ở trong size A chứ. Còn đấy là cao hẻm A mà. Chết em ơi. Em dùng chức năng đặc biệt à? Cao A còn slip. Còn slip cuối hẻm sao ấy? Ấy. Còn slip cuối hẻm này. Gì vậy? Tao vào đấy. Đục. Chạy. Trên cao hẻm A, trên cao hẻm A. Vẫn cao hẻm A em ơi, lên mà chém. Nó lùi rồi. Lùi ta lên. Ý, đè. Đây này. Quả đấy mà nó snip xuyên đôi thì thôi, vỡ mồm. Quả đó snap hộp là nó xuyên đôi này. Đây, đây mình dạy, mình hướng dẫn cho mọi người cái cách thủ ở trong nhà hẻm A. Nó là như thế, đấy là thủ bằng cung. Thủ gì cũng thế thôi. Snip cũng thế. Snip thì mình toàn spam đạn. Có gọi là một ít kinh nghiệm thì chia sẻ cho mọi người. Rồi. Định mình thằng B1. Hello em ơi. Thằng B1. Rồi. Còn 2 thằng thôi. Không có. Trên cao hẻm cũng không có này. Ấy, mít này. Mít. Mít người. Rồi chết tươi rồi. Nào bắn cho nó nhanh à. Ra ngắm tiếp đi em. Đấy, mỗi clip thì mình sẽ đứng một chỗ thì mình sẽ chú ý xem những clip nào mà mình đứng chỗ nào ấy thì mình sẽ thay đổi để hướng dẫn cách thủ cũng như là cách công cho mọi người xem. Nói chung là mình nếu mà mình gặp team thì mình sẽ cố gắng chơi cẩn thận. Nào, để lên, à cung tử để lên này.
À, công tử đấy, của em ấy. Chết chưa? Rồi, chết rồi. Rồi, nếu bạn nào mà skin mà yếu thì đứng cứ đứng đấy mà canh thôi. Một là canh ở đấy, hai là lùi về trong A mà canh. Oh man. Nào, ok. Đây là phần cuối cùng rồi. Xong clip này mình sẽ dừng thôi. Mọi người thấy clip hay thì nhớ subscribe, like và chia sẻ clip để ủng hộ mình làm thêm những clip tiếp theo nhé. Đấy, cái gì nó cũng phải có động lực thì mình mới có sức để làm clip chứ. Úi, dưới bọn em này. Ý, em chạy đâu? Anh ở đây các bạn, anh ở đây các bạn. Thực sự là cái sức công phá của khẩu này nó rất là kinh khủng. Cầu mong là mau fix đi. Cầu mong là mau fix khẩu này và fix hack. Cách cho mình thằng hack. Ok, xin chào mọi người nhá. Bye bye mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Nhớ subscribe kênh, like clip để ủng hộ mình làm thêm những clip tiếp theo nhá. Bye bye mọi người.